Xin chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé Cái nội dung video ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ đến các bạn là cách xác thực cái tài khoản Zalo trên điện thoại cực nhanh để bảo vệ cái tài khoản Zalo của mình an toàn nhất mà không phải ai cũng biết được thì tất cả các tài khoản trên mọi ứng dụng nào của smartphone cũng đều có nguy cơ bị đánh cắp nếu các bạn không thiết lập một cái nước bảo vệ cho chúng và để ngăn chặn những cái tin tặc đánh cắp tài khoản Zalo của người dùng thì ban quản trị của Zalo đã phát triển cái tính năng xác thực tài khoản và sau đây là cái cách xác thực cái tài khoản Zalo trên điện thoại cực kỳ nhanh các bạn hãy theo dõi cái video của mình nhé thì đầu tiên để xác thực cái tài khoản Zalo này thì các bạn vào Zalo trên điện thoại của các bạn này sau đó ở khung tìm kiếm này thì các bạn gõ từ khóa Zalo bảo mật vào đây, zalo bảo mật đây. Sau đó các bạn kích vào zalo bảo mật nhé. Tiếp theo các bạn kích tới quan tâm này. Và tiếp theo các bạn là xác thực tài khoản này. Sau khi cái bảng hiện ra thì các bạn lưu ý này, cái lợi ích của cái xác thực tài khoản thì nó có những lợi ích sau này, thứ nhất là nó xác thực tài khoản nhằm thiết lập an toàn cho tài khoản của bạn. Thứ hai là cái tăng giới hạn thành viên trong nhóm của bạn lên đến 1.000 người. Và thứ ba là nó hỗ trợ xác thực tài khoản và tăng cường bảo mật cho cái ơ cao của bạn. Và các bạn ấn vào bắt đầu này. Tiếp theo là các bạn chụp ảnh chứng minh thư nhân dân hai mặt, mặt trước và mặt sau. Và các bạn làm theo hướng dẫn. Cái lưu ý là cái ảnh này thì nó nhỏ hơn 5 mê các bạn nhé và các bạn điền và các bạn ấn tiếp tục và gửi thông tin đây là cái tài khoản phụ của mình mình cũng không xác thực thông tin làm gì cả bởi vì nó rất đơn giản các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn của Zalo thôi thế sau khi gửi thông tin xác thực xong thì bạn hãy trở lại màn hình chính của Zalo bảo mật nếu giấy tờ của bạn rõ ràng khớp thông tin thì Zalo sẽ gửi thông báo xác thực thành công dành cho bạn Quá trình này có thể mất là vài phút nhé. Sau khi bạn xác thực tài khoản thành công thì cái tài khoản của bạn sẽ được bảo mật tốt hơn, ít rủi ro hơn và nếu chẳng may bị đánh cắp thì mình yêu cầu xác thực tài khoản Zalo để lấy lại sẽ dễ dàng hơn tài khoản của mình nhanh nhất. Thì trên đây là cái chia sẻ của mình về cái cách xác thực tài khoản Zalo. Các bạn thấy video hữu ích thì hãy chia sẻ để mọi người cùng biết nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé bởi vì nó hoàn toàn miễn phí thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo lần sau